Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái lô đất ở hẻm 68 đường 3 tháng 2. Thì ở đây là cái chung cư Gateway ở khu đô thị Chí Linh. Phía với đây là làng du lịch Chí Linh. Từ cái cổng này mọi người lấy ra làm móc, rồi chúng ta di chuyển tới đất này. Những cái lô đất này nó cách mặt tiền đường 20m, thực tế nó là đường mặt tiền 3 tháng 2 ở vị trí số 68. Để tiện cho mọi người hình dung ra được cái vị trí của nó nên hôm nay mình sẽ quay một cái video về đường từ khu đô thị Chí Linh chạy lên cặp cái vị trí đó ở đường 68. Nó đi từ ngay chỗ vùng binh Nguyễn Văn Linh với 3 tháng 2 cũng được, nhưng mà chỗ đó thì nó lại không có chỗ quẹo qua. Cuối để cho mọi người hình dung ra được cái đường đi nó sẽ như thế nào để tránh bị lạc. Qua luôn cái chỗ công ty trách nhiệm nội thất Kỳ Nam luôn. Đó. Đây là hẻm 456 nè, qua luôn cái hẻm này nha. Đất mình nằm ở trong đây, chỗ là hát với nhau nè, đây đất mình ở đây, nó còn ở đây nhé. Bây giờ mình vô trong rồi. Hiện tại là do mình quên mang chìa khóa rồi, cho nên bây giờ là mình sẽ thấy mình đang quay trực tiếp hiện trạng đất của nó như thế này. Xung quanh là có nhà hết rồi nha. Vị trí đồ đất thì cứ đi theo cái đường mà chạy đá mi á, mọi người nhìn thấy không, đường chạy đá mi á, đi ra nó tẻo qua thành hai đường bên tay trái và bên tay phải. Rồi theo cái bản sơ đồ đó mình sẽ biết được cái vị trí số lô của mình nó nằm ở đâu. À, đây xung quanh nè. Đó. Đó. Nó chỉ cách mặt đường có 20m thôi.